Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Giá của nó sẽ đi đâu Ok, và mình sẽ nhắc lại những cái mốc giá ngay bây giờ Ok, và để mình giải thích một cách kỹ càng hơn cho mọi người hiểu Ngay bây giờ nó nó lên được 29.000 Đó là tốt hay không Hay là nó phải lên tới 30.000 lần Ok, 30.000 lần Thì trong cái video này mình giải thích một cách kỹ càng hơn cho bạn hiểu cái câu chuyện chứ đừng có nghĩ là lên tới 29 000 là là, là 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 tốt rồi ok là chỗ đó là chỗ nên chuột đơn okay? ngay bây giờ là 11 giờ 40 uh, sáng am ngày 31 tháng 5 2023 và trước khi mình làm một cái video thì rõ ràng bạn cũng đã biết mình sẽ nhắn ở trên đây nghe và mình nói là cái video này video quan trọng bởi vì có vẻ là những cái video trước đây mình giải thích nó không có kỹ càng lắm mình muốn giải thích đó một cách uh, kỹ càng hơn cho bạn nắm bắt cái thông tin, ok. hồi tối hôm qua thì mình có có một cái phát trực tuyến nghe mình uh, và mình đã ngồi ngồi với anh em đâu được còn hai tiếng á, ok. Uh, ở trong đó cuối cái màn hình ngay cuối cái phát trực tuyến thì nó có một cái thông tin là cái đợt bộ cái bậc uh, thị trường châu này bắt đầu, ok. nó có tăng lên được năm năm ngàn phần trăm hay không? quá khứ nghe nó còn tăng hơn như thế nữa nó tăng lên tới 15.000 nếu bạn tính từ 100 giá bitcoin từ 145 cho lên tới 70.000 hơn 15.000 phần thì cái đợt cái đợt này nó tăng như thế nào à, ở trong đó có rất là nhiều data bạn có thể quay lại để coi về về hồng kông về trung quốc và những cái đồng nào là những cái đồng nên mua và những cái đồng nào là những cái đồng không nên mua những cái đồng nào là những cái đồng mà chỉ có cá mập cá voi giữ nhiều thôi và những cái đồng nào là những cái đồng mà có lạm phát cao ok cho những người nào chưa coi thì có thể quay lại coi nó rất rất là nhiều giá trị ở trong đó xin lỗi bạn đây mình đang nằm ở trong bitcoin khung ngày giá bitcoin thì đang nằm ở trong cái con số là 27.585 mươi và vừa rồi hai cái video vừa rồi, hồi sáng hôm nay hai giờ sáng mình có làm một cái video cho bạn, mình nói nó phải nằm ở trên 27.500, còn không có thì là xuống, xuống và xuống. và cái móc kế tiếp bạn nên quan tâm là cái con giá là 27.350, nếu xuống tới đó là thôi, nghe, là mình chuẩn bị cho những con sao, con con số thấp hơn. À, tại sao? Ok thì chút nữa mình giải thích cho một cách kỹ càng hơn hồi tối mình có làm một cái video ở trong cái xe của mình 2 giờ sáng nha ok quay lại coi à, nếu bằng zoom ra thì ngay bây giờ mình vẫn là up 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 là trong một cái up trend đi lên dài hạn nghe dài hạn thì uh, trong một cái up trend đi lên vậy thì nó có sẽ những có cái đợt những cái đợt nó đi xuống và cái đợt này đi xuống 12% đây 22% và đây là mười mấy phần trăm 16 phần trăm ok à, thì trong một cái dài hạn nó đi lên thì nó sẽ có những cái pullback xuống xuống ok và đây nó cũng giống như vậy thôi chứ không khác gì hết uh, dựa theo khung ngày uh, OSI thì khá là bullish nghe vừa rồi là nó nó rất là nguội nghe vào đây thì mình nói là nó sẽ có một cái sự bay bóng khá là mạnh thì vừa rồi nó cũng đã xảy ra ok trước khi uh, một cơn bão xảy ra ra thì nó rất là yên lặng uh, mà thấy không rất là yên lặng sau đó nó bung lên một cái veo bung lên một cái veo nó lên đâu được một ngàn bảy một về MACD thì nó cũng khá là bullish, ok? Nó vừa uh, và mình đi với nhau nha, từ lúc mà nó vẫn còn đỏ chưa có xanh nữa. Uh, thì mình nói là tới cái mũi thì nó sẽ có một cái sự bay bổng thì nó cũng đã xảy ra, ok? Thì khá là ok. Biết là nó sẽ đi theo, theo giá, ok? Thì vừa rồi mình có nói về là cái hình hài ở đây á là nó cứ giống ở đây nè, nó nó giống như một cái W nghe là nó có một cái tên nữa người ta gọi á, gọi là double bottom Double double bottom, okay? Và double bottom có nghĩa là nó có hai cái bottom ở dưới, nghe hai cái bottom ở dưới, okay. Mình đang nằm ở trong khung 4 giờ. Vừa rồi á, okay thì cái double bottom á, cái target của nó thường thường á để cho những người nào không biết á thì mình vẽ một cái đường xuống như này. Cái đầu tiên mình vẽ một cái trend line nghe cái trend line ở dưới, sau đó mình vẽ một cái một cái sợi chỉ đi xuống. Đây là cái mình lấy nó từ đây, nghe. Uh, sau đó bạn trồng chất nó lên ở trên đây ok và nó lên đâu khoảng cỡ 20 tầm khoảng 29 000 29 000 ok mình mình trồng chất nó không chính xác lắm nhưng mà tầm khoảng 29 000 thì đây là một cái hình hài gần giống như W W ok nó là hình hình W đó ok xuống đây lên đây ok và có thể là gọi là double bottom trồng chất nó thì bạn vẽ hai cái trendline một cái trendline ở dưới một cái trendline ở trên vẽ cái đường này là lấy cái mũi tên này chồng lên trên đó ok là bạn có một cái double bottom và cái double bottom mình ngay bây giờ là khoảng lên khoảng cỡ 20 29 ngàn nhưng cái 29 ngàn đó là một sự gọi là bullish tốt hay là nó phải cần lên thêm nữa nó mới nó mới nó mới xác định cái trend này là tốt cho mình ok thì rồi mình đi với sau nhau là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 trong những cái video rồi Sóng 4 thì đang xảy ra Ok sau đó là mình cần một cái sóng 5 đi lên Sóng 5 đi lên á Là mình cần nó lên tới khoảng cỡ 30.000 lần Chứ không phải 29 Biết cái hình hài W này xảy ra chỉ có 29 nè Sau đó 29 Pull back 1, 2, 3 Và nó nằm ở dưới những cái này Nằm dưới những cái con số mà mình đang có Giống như cả 20 27.500 28.000 Thì đó là một chuyện khá là xấu khá là xấu chứ không phải là tốt. Biết là nó vẫn có nằm sống đi lên. Để cho nó tốt thì mình muốn cái sự bay bổng này á nó lên nó gặp tới con số trở 30.000 lần. 30.000 lần. Ok. 30.000 30.000 hoặc là 30.000. Uh, cho là một 30.000 150 đi nghe, rơi lên chút xíu. Rồi sau đó nếu mà 30.000 150 á, thì nó nằm đâu trên trên tới trên đây luôn. Ok, đầu ở trên đây luôn. Ok thì lúc mà nó râu ria nó ba cái sóng hồi 1 2 3 sóng hồi xuống thì mình muốn nó nằm ở trên cái đỉnh cái đỉnh cũ của nó vừa rồi. Cái đỉnh cũ của nó vừa rồi là 1840. Mình muốn ba cái sóng hồi nó nằm ở trên 1840, 1840, 1840. Ok. Ờ à, râu ri xuống thì mình không có tính nha, nhưng nến nó kéo xuống đó, mà nó nằm ở dưới 1800, 400 thì nó không phải là một tín hiệu tốt nghe bởi vì vậy mình muốn cái đợt này nó đẩy lên đẩy mạnh lên ok bởi vì nếu mà nó nếu mà về mà Elliot quay đo, đo, sóng á nghe bây giờ cho là ví dụ nó lên tới 29 000 đúng không thì những cái sóng hồi đi xuống ba sóng hồi á một ok một hai ba thì nó nằm với dưới những cái con số mà gọi là ở đây dưới những cái con số ở đây thì cái chuyện đó là không có không có tốt mình muốn nó lên cao rồi xong đó nó rút lại á nó nằm ở trên cái vành xanh này thì đó mới là tín hiệu tốt và ngay bây giờ cái con số mà hôm qua mình nói trong cái video rồi nó phải giữ ở trên 27.500 và vừa rồi nha bà có thể đi lại vừa rồi á, những cái râu ri bạn thấy không đây là 27.500 những cái tiếng vừa rồi nó cố gắng đánh vỡ xuống không được nè bạn thấy không không có xuống được và vừa rồi nó rửa một cái vèo đi xuống rất là mạnh luôn trong chắc lúc đầu mà Lúc mình bắt đầu cái video chắc nó giá của nó là 27.600 mấy đó Và vừa rồi nó nó xuống 300 đô 300 đô trong chỉ cách đây trong khoảng cơ Khoảng cả 10 phút thôi Mười mấy phút là hết Ok Và một con số kế tiếp mình đã nói là 27.350 Râu ria mình không tính nha Nó phải cây nến xuống Râu ria ngay bây giờ nó chưa cái đây Ngay bây giờ là mình đang nằm trong cái khung 1 giờ Râu ria mình không tính mình phải đợi kết thúc cái cây nến này Nó nằm ở dưới đó thì là một tín hiệu Khá là không tốt 1750 1750 1750 Ok, để tiếp tục mình đẩy nhanh cái video này ra cho bạn nha Trong cái trò chơi này á Nó cần cái bộ não gọi là bình tĩnh Máu lạnh Tim lạnh Da dày Chứ không là bạn bị đẩy đưa với con số nhiều quá Thì không có tốt Nó không tốt cho não bộ nghe, ok, phải bình tĩnh bình tĩnh. Da dày, tim lạnh máu lạnh. Ok. Thì cái trường hợp hồi nãy thì mình đã nói rồi nha. Và nếu mà cái trường hợp này mà nó đi xuống thêm mà nó gặp những cái con nó xuống mà nó không giữ được trên 27.500, 27.350. Ok, xuống xuống. Thì là cái con số những cái con số mà lặp đi lặp lại trước đây là 25.300. nghe, 25.300 nằm trên bàn 20 23.900 500 bàn khá là khá là cao. Uh, 25.000, cái okay, 25.000 cũng cao nghe. Và cái thêm một con số nữa đi là 23.000. 23.300. Cái trend nó thay đổi hàng ngày là những con số này nó sẽ thay đổi hàng ngày nghe. Nó có thể nó sẽ đổi chút chút hàng ngày. Con số này, con số này, con số này, con số này là trường hợp nó sẽ nằm cao và nằm ở đây nè, con con số của anh cơ. 25.300 thì khá khá là cao nếu nó không giữ được không giữ được những con số mình vừa rồi vừa nói cái 29.000 lên không có tốt đâu nghe sau cái 29.000 á sau nó đánh vỡ được 29.000 á thì cái con số kế tiếp cái chống lưng cái kháng cự kế tiếp là 29.800 800 ok ngay bây giờ nói gì thì nói cái volume vẫn không có ở đây rất là yếu biết là MACD ok OSI ok nghe có một cái tín hiệu lại là trâu trở lại nhưng volume đồng tiền mới đang rót vào đây thì không có nghe bởi vì vậy mình thấy nó khá là khá là yếu nghe bây giờ ok và con số 27.500 thì mình đã nói rồi nó định hướng lên hoặc xuống ok 20 là 27.000 350 ngay bây giờ nó nằm ngay đúng đúng luôn cái con số mình nói đúng không 27.350 ngay bây giờ Ok và vừa mà nói 27.350 và nghe nó nằm ngay đúng ngay bây giờ luôn nó gọi là đắng đò đó Râu ri không tính nghe Nên hồi lại đi Nghe Nó phải nằm ở trên 27.500 Mới có cái xác suất là lên được 29 ngày bây giờ 29 ngày bây giờ 29 29 800 Ngay bây giờ Còn không có là Gặp những con số thấp hơn Một cách uh, rõ Giải thích một cách rất là dễ dàng Để cho một cái tình trạng là nó tốt á Nó phải đẩy lên tới 3, 30 ngàn mấy, mấy trăm đó Rồi sau đó nó hồi lại Nó hồi lại khoảng, khoảng cả 29 000 Ok, nó hồi là 29.000 có nghĩa là nó nó nằm ở trên cái 28.400. Ok 29.000. Rồi sau đó, nghe, sau đó nó hồi là 29.000 rồi sau đó mới bay một cái vèo lên 40.000. Nhớ cái đó. Nhớ cái đó thì cái đó mới là tốt. Ok, cái đó mới là tốt. 30.000 hồi lại cỡ 29.000 mấy đó tăng lên. Tăng lên 40.000. Ok. Mình nói về uh, OSI khung ngày. Ngày uh, OSI khung ngày thì nó là vẫn là tốt trong một cái uptrend đi lên ok mình nói về mac đi có tín hiệu tốt ok mình nói về OS, uh, osi có kinh tín hiệu tốt vừa rồi nó nằm vớ vẩn ở đây ngay bây giờ nó có sự là bay bỏng chút xíu ok tốt ok uh, nhưng vừa rồi bằng nhìn trong cái không bốn giờ osi khóa cao nó cần thời gian ngồi lại ok thì nó đã nó đã chúng chút đầu đi xuống rồi ra này mình thấy rồi ok ngồi lại ok để tiếp tục, tiếp tục cái trend này. À, cái con số mà chuẩn bị đi lên đánh vỡ đầu tiên thì bạn cũng phải thấy. Bạn biết đây là những cái chống lưng và những cái kháng cự. Ok. Và đã được chia sẻ cho bạn. Ok, 27.300 cái con cớ kế tiếp là phải là 27.700, 27.800, 28.300. Đây là những con số bạn nên thuộc lòng nó. Ok. Mình cũng đã biết. Và nếu nó xuống thì đây là những con số là chuẩn bị cho những cái cuộc chơi kế tiếp đây à, giống như đây ok vừa rồi là đây 27.900 nè đúng không 27.300 nè lúc nó lên lại thì đây là vẫn vẫn là những cái kháng cự kế tiếp ok mình đã nói 27.500 phải giữ ở đó 27.500 ok 27.500 phải giữ ở đó ok thì ngay bây giờ đó nó rớt xuống cái con giá mà hồi nãy mình nói là 27.350 nó rớt xuống dưới đó nó nằm ngay con đó nhưng nó phải nằm trên 27 500 để mình có cái xác suất là đi lên 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 gặp 29 000 29.800 ok hoặc hơn nữa rồi sau hồi lại ok thì lúc nào mình cũng có hai cái scenario ấy là hai cái hướng để mình phân tích thị trường chứ không bao giờ chỉ có một hướng không thôi ok à, nếu một hướng không thôi á là, là, là gọi là quá mơ hồ nghe lúc nào cũng lên hết hay là lúc nào cũng xuống hết mình phải dựa theo con giá để nói có lên câu chuyện và ngay bây giờ nó đang nói lên câu chuyện khá là khá là rõ ngay bây giờ ngay bây giờ là 11 một giờ 53, thì cái câu chuyện là xuống xuống phải xuống Ngoại trừ nó nó nhảy lên lại Ok cái 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 nến này là chưa kết thúc nó phải cái nến này Rory không tính cái nến này phải kết thúc ở trên 27.500 thì đó mới là một cái tín hiệu tốt cho cho cái thị, thị trường này thì đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ trong cái video này à, những ngày tới đây thì hồi hôm qua trong cái phát trực tuyến đúng không thì bạn Alex lịch chung có nói là um, Ok bởi vì uh, Trung Quốc Hồng Kông chuẩn bị mở cửa là ngày 1 tháng 6 thì bởi vì nó rất là quan trọng thì mình mình có, cũng có một sự suy nghĩ lại và về cái sắp xếp về lịch trình nữa thì mình hồi lại ngay du lịch của mình sẽ cái cuộc du lịch này cũng có một hai ngày thôi sẽ hồi lại cuối tuần chứ không phải là ngày bây giờ ngày cuối tuần này thì mình sẽ có mặt nghe có mặt ở văn phòng những cái ngày tới đây tới khi cuối tuần hôm nay chắc khoảng cỡ thứ ba thứ tư gì rồi ngày thứ ba thứ tư thứ tư rồi, okay. thì cũng chỉ có vài ngày nữa thôi, thì mình sẽ ở cuối tuần, mình sẽ ở văn phòng và chút nữa thì mình sẽ cập nhật một cái video tín hiệu về về Ethereum cho bạn và hồi hồi sáng cũng có một cái mình kiểm tra đây là tại mình nằm ở trên nền tảng này rất nhiều nghe mình kiểm tra cái này là mình trả lời chỉ có nền tảng này mình trả lời nhiều thôi, and vô YouTube nữa nghe những cái nền tảng khác thì mình không có trả lời, TikTok hay là Facebook thì mình không trả lời, thì có một người nghe rất là quen thuộc nghe thì đặt ra một cái đề nghị là những cái video về Ethereum á ok thì mình bỏ, sẽ mình bỏ, mình sẽ bỏ tập, mình sẽ đi lại và bỏ tập giống nó, nhưng như tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 cho mọi người dễ theo dõi hơn. Bitcoin thì khó làm bởi vì nó đã cả trăm 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 cái video rồi, khó làm. Nhưng về Ethereum thì mình mới bắt đầu làm đâu cũng khoảng cái tập này tập kế tiếp trong khoảng khoảng cỡ tập 12, 11, 12 giờ thì nó dễ mình quay lại mình có thể bỏ cái tập vô trong đó cho mọi người có thể đi lại um, để xác định thông tin một cái nó dễ 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 dàng hơn ok à, ngay bây giờ là một cuộc thời, thời thời kỳ nó đang thách thức rất là quan trọng ngay bây giờ lên lại được nghe con giá 17.500 hay không hay là tiếp tục ngay bây giờ cái râu ri này nó chưa kết thúc nghe nó chưa có kết thúc kỳ nến này nó chưa kết thúc nó chưa nói gì hết chỉ có râu ri thôi thì không tin cái con giá là hai đây hai mươi đúng không đổi màu nữa. Thì đó Nó sẽ nói lên câu chuyện Lên tiếp hay là xuống Ở đây 27.500 25, 25, Vậy thôi Đó là tất cả thông tin mình muốn chia sẻ trong cái video này Mình muốn, cũng muốn đẩy cái video này càng sớm ra cho bạn Để bạn có thông tin để để giao dịch Ok, xin chào